Ở bài học đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các con đó là bài tìm số số hạng của một dãy cách đều. Khi tìm số số hạng của một dãy cách đều, ta có những ghi nhớ sau. Công thức tìm số hạng của một dãy cách đều. Ví dụ, cô cho một cái dãy như thế này. Cô cho một cái dãy số 1, 2, 3, 4, chấm chấm cho đến 999 chẳng hạn. Đây cũng được gọi là một dãy số tự nhiên cách đều các con ạ. Và đây là một dãy số tự nhiên liên tiếp. Thế còn dãy số này thì sao? Dãy số 2, 4, 6, 8, chấm chấm cho đến 92. Đây cũng là một dãy số tự nhiên cách đều các con ạ. Và dãy số này nó chính là dãy số tự nhiên mà các số đứng liên tiếp nhau đều là các số chẵn. Và các con thấy khi nó là một dãy cách đều thì nó cách nhau một khoảng nhất định. Ví dụ số liên tiếp thì số sau hơn số trước là một đơn vị, hoặc số trước kém số liền sau của nó là một đơn vị. Cũng giống như vậy, ở dãy thứ hai thì số hai số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau là hai đơn vị. Cụ thể, 2 kém 4 là 2 đơn vị, 4 hơn 2 là 2 đơn vị, hoặc là 8 hơn 6 là 2 đơn vị, 6 thì lại kém 8 là 2 đơn vị. Và đây nó là một dãy số tự nhiên cách đều. Thế dãy số này thì sao nào? 1, 4, 7, 10, chậm chậm. Đây có phải là dãy số tự nhiên cách đều không các con? Nó hoàn toàn là một dãy số tự nhiên cách đều